Thông tin về các hoạt động chăm lo Tết cho người nghèo được các đơn vị địa phương trong tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức sẽ tiếp nối dòng thông tin. Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vừa trao tặng 30 suất quà, mỗi suất 1,5 triệu đồng cho hộ nghèo và gia đình chính sách khó khăn tại thị xã Phú Mỹ. Tổng kinh phí trao quà đợt này 45 triệu đồng, được trích từ quỹ phúc lợi của ngân hàng. 138 suất quà Tết vừa được trao tặng cho hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc. Trong số này, công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng thương mại dịch vụ Minh Tuấn tài trợ 100 suất, 38 suất do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện trao tặng. Đại diện các doanh nghiệp, đơn vị chúc người dân trên địa bàn đón một cái Tết vui vẻ, đầm ấm, trọn vẹn hơn. Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Quỹ Từ thiện Cô Sáu huyện Đất Đỏ trao tặng 50 suất quà Tết cho gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện, mỗi suất quà trị giá 2 triệu đồng. Đây là hoạt động ý nghĩa thiết thực được Quỹ Từ thiện Cô Sáu tổ chức hàng năm nhằm chia sẻ khó khăn, góp phần động viên, tạo động lực để các gia đình chính sách vươn lên trong cuộc sống, đón Tết cổ truyền đầm ấm và đủ đầy hơn. Nhằm phát huy vai trò xung kích tình nguyện của đoàn viên thanh niên Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Chi đoàn Đồn Biên phòng Bình Châu phối hợp với Salon Ấn tượng thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc đã cắt tóc miễn phí cho 60 học sinh trường tiểu học Thanh Bình, xã Bình Châu. Dịp này, đoàn đến thăm và tặng quà Tết cho 6 học sinh trong chương trình Nâng bước em tới trường và hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Chương trình trưa nay tiếp nối với thông tin liên quan đến các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Giáp Thìn 2024. Thưa quý vị, cuộc họp triển khai kế hoạch tổ chức bắn pháo hoa đêm giao thừa nhân dịp Tết Nguyên đán 2024 đã được Ủy ban Nhân dân huyện Long Điền tổ chức. Theo kế hoạch, địa điểm bắn pháo hoa trong khuôn viên Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện. Thời gian bắn là từ 0 giờ đến 0 giờ 15 phút đêm giao thừa. Theo kế hoạch của Ủy ban Nhân dân huyện Long Điền, kinh phí tổ chức bắn pháo hoa được huy động từ nguồn xã hội hóa. Chủng loại pháo được sử dụng để bắn là pháo hoa tầm trung, có độ cao từ 90 đến 120 mét. Số lượng bắn là 120 dàn, chia làm 3 giai đoạn. Chào mừng năm mới, trăm hoa đua nở thăng hoa. Trước khi tổ chức bắn pháo hoa, huyện còn tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ chào mừng năm mới như văn nghệ liên hoan lân sư rồng, biểu diễn nhạc nước. Để đảm bảo an toàn cho người dân trong đêm giao thừa, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Long Điền yêu cầu Ban Chỉ huy Quân sự huyện phối hợp với các cơ quan đơn vị có liên quan tổ chức bắn pháo hoa theo kế hoạch, bảo đảm an toàn tuyệt đối, đúng quy định. Công an huyện huy động lực lượng phối hợp bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ an toàn tuyệt đối khu vực bắn pháo hoa, bố trí lực lượng tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng tại các tuyến đường. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Long Điền cũng chỉ đạo ngành văn hóa thông tin huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân trên địa bàn nắm bắt thời gian, địa điểm bắn pháo hoa để đến xem. Nằm trong các hoạt động vui xuân đón Tết cổ truyền của dân tộc, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Côn Đảo tổ chức hội thi làm câu đối Tết mừng Đảng mừng Xuân Giáp Thìn 2024 trong các đơn vị trực thuộc Ban Chỉ huy Quân sự huyện. Hội thi có sự tham gia của 5 đơn vị, mỗi đơn vị thực hiện viết câu đối dạng chữ thư pháp bằng tiếng Việt, kết hợp với trang trí họa tiết, màu sắc phù hợp trên các chất liệu thân thiện với môi trường. Sau đó, các đội sẽ thuyết trình về câu đối, để ban giám khảo chấm điểm dựa vào các tiêu chí, chủ đề, sự sáng tạo, bố cục hài hòa, ý nghĩa của câu đối Tết. Xã Long Mỹ, huyện Đất Đỏ tổ chức hội thi ẩm thực với đông đảo cán bộ công chức và người dân trên địa bàn xã tham gia. Hội thi có 8 gian hàng ẩm thực bày bán các món ăn đa dạng, được chế biến theo phong vị các vùng miền. Ngoài thưởng thức các món ăn tại hội thi ẩm thực, người dân xã Long Mỹ còn được xem biểu diễn lân sư rồng và các tiết mục ca múa nhạc đặc sắc tại chương trình văn nghệ do địa phương tổ chức.